này ấy, thì được các con mong chờ cũng hơn 2 tuần nay rồi. Cái cảm giác đầu tiên thì nó có gì đấy, nó vừa rất là thân thuộc nhưng nó lại rất là thú vị và mới mẻ. Khi toàn bộ những cái hoạt động, các cái gian hàng, các cái thiết kế lẫn việc chuẩn bị các cuốn sách và bây giờ là việc bán sách thì đều là được thực hiện bởi các con. Đây cũng là một cái hoạt động ý nghĩa để cho các bạn chia sẻ cái cuốn sách hay. Các con cố gắng để mà làm sao gom được nhiều sách, bán được nhiều sách để mang đi để làm từ thiện. Thì nó giúp cho các con cảm nhận được, hiểu được nhiều hơn về giá trị những gì mình đang có và những gì mình có thể cho đi. Chị thấy là các bạn rất là sáng tạo và thấy là cái việc này nó là thực chất chứ không phải giáo viên bắt ép hay là một cái phong trào nào đấy, mà các bạn khá là tự nguyện và hào hứng.